Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự tối thứ Bảy ngày 30 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình Thời sự tối nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Gặp chiến sĩ cách đây 47 năm về trước, đúng 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ giải phóng đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, đánh dấu thời khắc lịch sử của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20. Trong thời khắc non sông thu về một mối ấy, đã có không ít người con quê hương Bắc Cạn vinh dự là những người đầu tiên tiến vào sào huyệt cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ cựu chiến binh Hà Văn Bình ở tổ 8, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Cạn, một trong những chiến sĩ giải phóng quân của Bắc Cạn đầu tiên có mặt tại Dinh Độc Lập trong chiến thắng mùa xuân 1975 lịch sử. Lúc bây giờ thì là cũng lôi súng ra là bắn hết cỡ lên trên trời, rằng là reo hò, rằng là nhảy lên ôm nhau, cho là chiến thắng rồi, giải phóng rồi. Thế thì lúc bây giờ mình có nói một câu rằng tao được về với mẹ rồi, về quê rồi. Thì là lúc bây giờ thì là ôm nhau mừng chiến thắng, đồng thời là bắn hết đạn rồi. Dù đã 47 năm trôi qua, nhưng giây phút tiến vào Dinh Độc Lập với cựu chiến binh tăng thiết giáp Hà Văn Bình mới như ngày hôm qua. Nằm trên mũi tiến công chính hướng thẳng vào Dinh Độc Lập, ông Bình khi ấy điều khiển xe tăng 851 cùng đồng đội đánh sập căn cứ nước trong, cứ điểm quan trọng cuối cùng của quân ngụy Sài Gòn, rồi làm chủ cầu Sài Gòn, sau đó tiến thẳng vào Dinh Độc Lập. Đến ngày 29 thì là bắt đầu đánh coi như là giải phóng toàn bộ căn cứ nước trong, chuyển quân thiết giáp. Đến sáng ngày 30 thì mũi tiến công của chúng tôi ấy, nó là mũi chính, trên là khi mà chúng tôi vào đến sát Dinh Độc Lập thì hình như trước mặt Dinh Độc Lập, nếu tôi nhớ không lầm, 47 năm rồi, thì trước mặt Dinh Độc Lập là đại lộ tự do. Thì 843 thì đi thẳng từ đại lộ tự do xông thẳng vào, thì là tôi không hiểu tại sao mà nó lại đâm vào cổng phụ, thì bị kẹt ở đấy. Thì lúc bây giờ thì là xe 390 lại được coi như là cơ hội để... Trong ký ức của ông Bình, khi xe tăng 843 và 390 dẫn đầu lao vào sân Dinh Độc Lập, những xe tăng khác và ô tô chở bộ binh cũng cuồn cuộn như thác lũ ập đến. Xe của cựu chiến binh Hà Văn Bình là xe thứ 11 vào sân. Cảnh tượng đầu tiên trong ký ức là đám người đủ sắc phục của địch đang ngồi túp tụ sợ hãi. Những binh đoàn tăng thiết giáp của ta đang kín trong sân. Và trên nóc Dinh Độc Lập, lá cờ giải phóng với ngôi sao vàng rực rỡ đang ngạo nghễ tung bay. Thì sau khi mà vào đến nơi rồi ấy, thì tôi thấy rõ ràng trong trí nhớ tôi thì không bao giờ quên, tức là hai ba cái đống mà quân trang quân dụng, quần áo rồi giày mũ rồi là súng đạn điện đài các thứ, nó xếp thành mấy đống ở bên trong sân Dinh Độc Lập ấy. Thế còn hai bên đường, vì đường bên này một đường vào, bên này một đường ra, vào thế này trong ra này và Dinh Độc Lập thì là có hai cái đám sĩ quan cảnh sát với lại quân cảnh, nó ngồi đông lắm, nhưng mà nó cởi hết áo, mình không vào theo đường mà vào tràn hết cả vào cái bãi cỏ ở cái đằng trước Dinh Độc Lập ấy, thì nó cũng vào nhiều lắm, xe các mũi nó vào thì nó vào chật cứng luôn. Trải qua cả mùa hè đỏ lửa, 81 ngày đêm chiến đấu ngoan cường ở thành cổ Quảng Trị năm 1972, thêm cả những chiến thắng ngày xuân lịch sử 30 tháng 4 năm ấy, và cả những đồng đội trong gia đình xe tăng 851 của cựu chiến binh Hà Văn Bình là trung đội trưởng Phạm Văn Tốn, người Vĩnh Phúc, xe trưởng Nguyễn Văn Hiền, cũng người Vĩnh Phúc, pháo thủ số 1, Nguyễn Văn Nghiêm, người Thanh Hóa, pháo thủ số 2, đều đã hy sinh trong trận đánh ác liệt tại căn cứ nước trong, cửa ngõ của Sài Gòn. Sẽ mãi là ký ức, là kỷ niệm được khắc ghi mãi trong tâm trí. Thì lúc bây giờ tất cả mọi người đều hô rằng là giải phóng rồi, chiến thắng rồi. Đấy. Thì lúc bây giờ ấy là tay bắt mặt mừng ôm nhau, kể cả quen hay không quen, kể cả bộ binh hay là lính tăng, tất cả đều là ôm nhau, sung sướng. Từ Bắc vào Nam, bao người lính đã phải đi 20 năm trên dải Trường Sơn vô cùng gian khổ và ác liệt. Cái giá của ngày thống nhất to lớn biết chừng nào. Hơn ai hết, những người lính như ông Bình hiểu rõ niềm vui, vinh quang của ngày chiến thắng đã được xây nên bằng mồ hôi, bằng xương máu của chính mình và biết bao đồng đội. Nhưng bản hùng ca đã được những người lính thời đại Hồ Chí Minh viết nên 47 năm trước sẽ là mốc son lịch sử rực rỡ nhất
của đất nước thế kỷ 20. Hào quang chiến thắng ấy sẽ mãi khơi dậy sức sống mãnh liệt và mạnh mẽ của toàn dân tộc trong thời kỳ đổi mới hôm nay. Thưa quý vị khán giả, sau thời gian dài hạn chế các hoạt động du lịch do dịch COVID-19, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay, nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đã lựa chọn khu du lịch Ba Bể để tham quan, trải nghiệm. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ tại khu du lịch Ba Bể. Ghi nhận của phóng viên trong sáng ngày 30 tháng 4, lượng khách đến với Ba Bể rất nhộn nhịp, thời tiết rất đẹp, trời không mưa và có nắng nhẹ. Do được quảng bá tốt cùng cảnh thiên nhiên hùng vĩ của vườn quốc gia Ba Bể, nhiều du khách đã lựa chọn đến đây tham quan nghỉ dưỡng. Chồng em chưa đi bao giờ, em đưa chồng đi xem hồ Ba Bể như nào. Em ở đây thì từ nhà xuống đây em ở đây 3 ngày. Thì lựa chọn cái địa điểm hồ Ba Bể rồi chị cũng tìm hiểu qua mạng và qua một số người bạn. Thì hiện tại thì chị đang thấy Bác Ngòi là nó đang mở lại cái chỗ chợ đêm. Thì chị cũng muốn cho trẻ con và gia đình trải nghiệm không khí trong lành ở trên này và các văn hóa bản sắc dân tộc. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay kéo dài 4 ngày. Vì vậy, lượng khách du lịch đến với khu du lịch Ba Bể bắt đầu đông từ chiều ngày 29 tháng 4. Dịp này, huyện Ba Bể đã chính thức đưa vào hoạt động hệ thống chiếu sáng tại động Hô Mạ, một trong những điểm nhấn của du lịch Ba Bể, nối lại hoạt động của chợ đêm Bác Ngòi. Để chuẩn bị cho du khách có chuyến tham quan an toàn, thuận tiện trước kỳ nghỉ lễ, Ban Quản lý khu du lịch đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành dẹp bỏ toàn bộ các hàng quán tự phát ven hồ, đưa vào các điểm tập trung để đảm bảo mỹ quan, đồng thời bố trí phương tiện đưa đón, trung chuyển du khách. Do đó, đến thời điểm hiện nay, các khách sạn, nhà nghỉ, homestay tại khu du lịch Ba Bể đã được đặt hết phòng. Chị vào đây thì chị cảm thấy rất là yên tâm vì khi mà đầu vào là các bạn bán vé, các bạn ấy rất là nhiệt tình và chu đáo, hướng dẫn, chỉ dẫn, tư vấn là đi như thế nào rồi các thứ. Rồi khi vào đến đây thì các lực lượng cảnh sát giao thông các thứ rất là nhiệt tình, hướng dẫn lái xe các thứ để chị vào đến đây được an toàn. Cùng với vẻ đẹp nguyên sơ của hồ Ba Bể, hy vọng với sự chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt của chính quyền địa phương và người dân sẽ xây dựng được hình ảnh đẹp, thân thiện của khu du lịch Ba Bể trong mắt du khách và thu hút được nhiều khách đến với Ba Bể hơn nữa. Vào tối qua ngày 29 tháng 4, chợ đêm Bác Ngòi, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể đã hoạt động trở lại sau hơn 2 năm tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhằm khôi phục, quảng bá, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của đồng bào dân tộc Tày vùng hồ Ba Bể gắn với phát triển du lịch. Kể từ 20 giờ ngày 29 tháng 4, mô hình hoạt động khu vui chơi giải trí, giao lưu văn hóa, văn nghệ, ẩm thực chợ đêm Bác Ngòi hoạt động trở lại, phục vụ khách du lịch vào dịp cuối tuần. Từ đó giới thiệu, quảng bá các sản vật phong phú của người dân vùng hồ Ba Bể nói riêng và của tỉnh Bắc Cạn nói chung, góp phần quảng bá, phát triển du lịch. Từ nguồn quỹ thiện tâm, tập đoàn Vingroup tài trợ, toàn tỉnh có 50 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết. Nguồn tài trợ được phân bổ về mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh theo quỹ vì người nghèo trung ương. 50 hộ nghèo được hỗ trợ xây nhà thuộc 4 huyện, trong đó Ba Bể 10 nhà, Ngân Sơn 9 nhà, Na Rì 15 nhà, Bạch Thông 16 nhà. Tiền hỗ trợ làm nhà được chia thành 2 đợt. Đợt 1 là sau khi hoàn thành việc khảo sát, thẩm định hồ sơ đề nghị làm nhà và 100% hộ đã nhận được tiền hỗ trợ đợt 1 là 25 triệu đồng đối với một căn nhà. Hiện nay tiến độ xây dựng đạt 90%. Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến xã triển khai kiểm tra đôn đốc việc nghiệm thu, hoàn chỉnh hồ sơ để đề nghị Trung ương hỗ trợ tiền đợt 2. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn.